Ken Foster Okinawa, quả đầu tiên trong số hơn 600 quả bom chưa nổ được phát hiện ở Okinawa trong năm nay đã được lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho nổ dưới nước trong tuần này. Một phát ngôn viên của thành phố Naha nói với Star and Sky qua điện thoại vào lúc 10 giờ 15 sáng thứ ba, cách bến cảng Shinko của cảng Naha khoảng nửa dặm, dịch vụ đã cho nổ 319 vật dụng, bao gồm cả đạn và lựu đạn, vào lúc 10 giờ 15 phút sáng thứ ba. Vật liệu này đã được phát hiện trong quá trình nạo vét cảng Naha từ tháng 3 đến tháng 11. Người phát ngôn của thành phố cho biết chúng được cho là do Mỹ sản xuất và rơi trong trận chiến then chốt ở Okinawa kéo dài từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 22 tháng 6 năm 1945. Ông nói, việc xử lý được tiến hành theo kế hoạch và không gặp bất kỳ rắc rối nào. Đây là số lượng bom, đạn được thu hồi lớn nhất được kích nổ tại một thời điểm kể từ năm 1995. Người phát ngôn của thành phố cho biết 315 món còn lại sẽ được xử lý vào ngày 26 tháng 1. Kể từ năm 1972, khi Okinawa được trao trả cho Nhật Bản kiểm soát, 2.094 tấn vật liệu chưa nổ đã được tìm thấy và kích nổ ở tỉnh Okinawa, một phát ngôn viên của Bộ phận Quản lý, Khủng hoảng và Phòng chống thiên tai của tỉnh cho biết qua điện thoại hôm thứ Năm. Ông nói, số lượng vật liệu chưa nổ được tìm thấy ở Okinawa đang giảm. Năm ngoái, chỉ có 14,5 tấn được phát hiện và xử lý. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!